Hello, xin chào các bạn đã trở lại với channel của mình. Mình là Đông đây. Trước cái video này mình chia sẻ cho mọi người đam mê âm thanh, đặc biệt đam mê những phân xe, phân khối lớn, thì chúng ta có thể trải nghiệm được âm thanh của nó ngay trên chiếc điện thoại của chúng ta. Đó là mình giới thiệu hai phần mềm, đó là phần mềm ByteSound và phần mềm Red Hot. Đây, hai cái phần mềm có biểu tượng trên màn hình đây. Mình sẽ demo cho các bạn luôn. Cái phần mềm ByteSound này, khi chúng ta mở lên thì chúng ta có thể lựa chọn rất nhiều loại xe. Đấy, phân khối rất là lớn, như chiếc xe này có 998cc này, chiếc R1. Ở đây chúng ta có thể có nhiều loại xe này. Xe này tới của xe Duckhound 1811cc. Xe Ninja. Những loại xe sau này thì chúng ta cần phải mua để unlock được hết tất cả. Ở đây phía đây chúng ta có thể chọn là km trên giờ và số ma trên giờ. Mình quẹt chọn km trên giờ ha. Và mình sẽ lái thử mấy xe. Đầu tiên là chiếc R1. Mình sẽ lái thử ha. Đây, giao diện chúng ta có cái màn hình khá giống là chiếc xe. Có để hiển vòng tua này, đồng hồ tốc độ này và số bên này. Chúng ta trước tiên chúng ta cần phải để xe đây, phải không ạ? Chỉ mở lượng lớn lên nghe cho sướng ha. Thôi ra lên. Đấy, mình thấy mình đẹp bô ghê không? Nhưng vẫn đang xe đang ở chỗ mình. Xe này là có 6 số. Mình đang đi chưa tới mắt ga. Mắt ga xe là bao nhiêu? Đấy, chúng ta đang đi tiến thẳng tới đường lên thăm ông bà ông vải. Là khủng khiếp. Đây là một chiếc dòng xe. Rồi, sau đó chúng ta sẽ trải nghiệm lại chiếc xe khác ha. Chiếc xe 1800cc này đi. Giao diện mặt đồng hồ nó cũng khác này. Nghe chiếc này có vẻ là nhiều máy ha. Nên tiếng bô nổ rất là ấm. Và vòng tua mắt nó chỉ có 6000 này. Thôi bây giờ mình thử làm một pha như này đi. Đấy. Mình sẽ phải để máy lên này. Hết ga này. Khám phá bốc đầu chơi. Sau đó vào số 1. Bốc khó lắm các bạn. Này, nó tự bốc côn, tự sang số từ ấy cho mình luôn này. Ok, đây là một số dòng xe. Thì mình tiếp tục mở sang phần mềm tiếp theo. Leopard. Cái dòng này thì cho chúng ta lái không những cả mô tô mà lẫn cả ô tô nữa. Như dòng máy 6 lít V12 tới 12 máy đó. Hai. Đây có cả tiếng cơ xích nữa này bạn. Đây, mình lái chiếc 1800cc. Giao diện khá là giống ha. Số tiếng nổi giống con trai thôi, mình thử chiếc khác đi. Chiếc này.
À, đây công tắc bật đèn các bạn ạ. Ok, vậy là mình đã giới thiệu xong cho các bạn hai phần mềm để trải nghiệm tiếng âm thanh của xe phân khối lớn ngay trên chiếc điện thoại chúng ta. Đây là chiếc điện thoại iPhone, còn nếu mà trên Android thì cũng có ứng dụng tương tự. Nếu các bạn thấy clip này hay, hãy cho mình một like để mình làm động lực chia sẻ những video tiếp theo. Tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.